Thừa cân, béo phì và bệnh gút. Theo thống kê cho thấy, tỷ lệ bệnh gút tăng ở những người tăng thêm 10% trọng lượng cơ thể tăng và trên 50% người mắc bệnh gút có dư thừa cân trên 20% trọng lượng cơ thể. Ở người béo phì và người mắc bệnh gút đều có đặc điểm chung là rối loạn chuyển hóa. Với người béo phì, tình trạng này xảy ra không chỉ đối với protein mà cả glucid và lipid. Việc bổ sung quá nhiều đồ ăn khiến cơ thể bị thừa chất, tăng chuyển hóa và sinh bệnh. Bệnh béo phì còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh gút trong một số trường hợp sau: do chế độ dinh dưỡng của người béo phì thường chứa nhiều chất đạm, chất béo làm cho urin chuyển hóa thành axit uric khi vào cơ thể khiến người béo phì gia tăng nguy cơ mắc bệnh gút. Béo phì làm tăng tổng hợp axit uric máu do rối loạn chuyển hóa các chất trong cơ thể. Bởi việc bổ sung chế độ ăn thừa chất dinh dưỡng, đồng thời béo phì còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh mỡ máu. Khi mỡ máu tăng sẽ làm suy giảm khả năng đào thải axit uric, chất trực tiếp gây bệnh gút. Theo thống kê, có đến 50% số người bị béo phì mắc bệnh gút và trong số 70% người bị gút thì bị kèm theo bệnh mỡ máu. Sử dụng rượu bia có thể ức chế khả năng đào thải axit uric ra ngoài cơ thể qua thận, do vậy có thể gây ra béo phì và làm tăng các nguy cơ bệnh gút. Như vậy, béo phì không chỉ là nguyên nhân gây ra bệnh gút, béo phì còn là yếu tố nguy cơ rất lớn dẫn đến căn bệnh này. Hãy ăn đúng, uống đủ, tinh thần thoải mái, vận động hợp lý để có cân nặng lý tưởng và một sức khỏe tuyệt vời bạn nhé.